Xin chào quý vị và các bạn, hôm nay là chương trình quay của các bạn nhỏ kỹ thuật phát cầu lông vào những ô này là giải thưởng của các bạn nhỏ đây. Và các bạn nhỏ lần lượt phát chương trình của các bạn là chơi vui khỏe và học cách biết đánh cầu lông. Các bạn ơi, lần lượt mỗi bạn phát hết lượt thì lại đến lượt bạn khác nhá. Chương trình phát bắt đầu đi.
Nhẹo ơi. Ấn được hai gói bim bim rồi. Oh,
chuẩn bị hết giờ, kết thúc cuộc chơi kỹ thuật năng khiếu dành cho các bạn nhỏ. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi các bạn nhỏ thi tài đánh cầu vào trong xô. Đây là chương trình trao giải cho các bạn nhỏ nhá. Bạn này là bạn thứ hai ấy à? Hai cái. Đây là bác các bạn nhỏ rất cố gắng, còn gói này là dành cho bạn quay phim nhá. Quay phim sẽ được các bạn ăn đi, là ngày mai thứ chủ nhật thì các bạn lại cố gắng là sang đi chơi các trò chơi để thắng phát huy năng khiếu nào. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình năng khiếu của các bạn nhỏ nhà mình nhá.